Tôi Trần Thắng, luật sư Đỗ Phú và Anh Hà xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SBTN và xin mời anh Hà, luật sư Đỗ Phú có vài lời với khán giả của SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả đài, thính giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Thanh Hà và chào anh Trần Thắng. Dạ vâng. Xin chào hai anh. Cái tin đầu tiên có thể nhắc tới đó là tin kinh tế của Việt Nam, thưa quý khán giả của SBTN và thưa anh Hà. Cái này thì chắc anh Hà là người nắm vững nhất, là vì anh Hà là người trong là cái người rất rành vấn đề tài chính, thưa quý khán giả. Thì mới đây thì chủ nhiệm văn phòng chính phủ Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Văn Nên đã xác nhận một việc mà trước đây Cộng sản Việt Nam đã có bàn tới, là làm sao đáo nợ. Tức là bây giờ anh đang có một số nợ là 1 tỷ Mỹ Kim, trả phân lợi rất là cao. Bây giờ anh muốn đáo nợ, tức là theo tiếng Mỹ đây là refinance, tức là anh mượn cái nợ mới phân lợi thấp hơn để anh trả cái nợ cũ và kéo dài cái tiền nợ ra trong tương lai. Thì theo bản tin của BBC thì Việt Nam muốn vay 1 tỷ Mỹ Kim để đáo nợ. Thì qua cái hình kế tiếp, thưa quý khán giả của SBTN, thì trong đây đó tờ báo cho biết là cái khoản vay trước đây hồi năm 2005, Cộng sản Việt Nam đã từng vay quốc tế một số tiền là 750 triệu đô la trong 10 năm và lãi suất 7.1.25%, và số tiền này nó sẽ phải bị trả vốn lẫn lời vào năm 2016. Và cái toàn bộ số tiền này được giao cho công ty Vinashin, công ty hàng hải Vinashin, chúng ta đã biết đã phá sản rồi. Và ông chủ tịch công ty đã phải đi tù. Và một lần nữa năm 2010 thì Cộng sản Việt Nam đã mượn một số tiền là 1 tỷ đô la với thời hạn là 10 năm và số tiền lời là 6.75%. Và số tiền này thì được đưa cho công ty Vinaline và một số công ty khác. Và chúng ta biết Vinaline cũng đã phá sản rồi. Thì tất cả những số tiền đó chúng ta thấy gần hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ nó đáo hạn là 2016 phải trả. Thì bây giờ chúng ta thấy tất cả những tiền nó đã đi vào cái lỗ trũng của tư doanh nghiệp Việt Nam. Và bây giờ Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục đi vay cái nợ để mà trả lại cái nợ mà đã nợ trước đây. Dĩ nhiên, đối với chúng ta, những người sống tại Hoa Kỳ, thì cái vấn đề đáo nợ, tức là refinance, nó là chuyện bình thường để lấy cái nợ, một cái phân lợi thấp hơn để trả cái phần đấy. Nhưng trong trường hợp Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy là không phải Cộng sản Việt Nam 1 tỷ Mỹ Kim mượn để mà tạo ra đầu tư, để mà tạo ra công an việc làm, hoặc là tạo ra những cái đi vào productivity sản xuất nhiều hơn, mà trong này 1 tỷ Mỹ Kim anh đã coi như anh chôn vào một cái công ty để mấy anh tham nhũng. Cái vấn đề là như vậy đó, tức là anh tạo ra chuyện để anh mận ăn và kiếm tiền. Một anh Vinaline thì bị tuyên án tử hình, một anh Vinashin thì bị tù 20 năm. Và từng tháng cũng nhớ đây là 1 tỷ Mỹ Kim, này là 1 tỷ Mỹ Kim mà anh Cộng sản Việt Nam đã ký vay mượn Ngân hàng Thế giới, dạ vâng, để đầu tư vào những cái công ty, vâng, gọi là quốc doanh. Dạ. Đây là một chuyện điển hình thôi. Dạ. Nhưng mà Việt Nam có những chuyện điển hình khác á, mà họ cố tình họ tạo ra những cái lỗ mà để cho họ lúc nào họ cũng kiếm tiền. Chẳng hạn như chúng ta cũng biết là Cố đô Huế đó. Vâng. Công ty UNESCO là công ty mà bảo vệ những cái di sản thế giới. Dạ. Bây giờ họ đang dọa là họ sẽ cắt cái khoản mà chi thâu cho Việt Nam. À. Là tại vì họ cho anh Việt Nam tiền đó để bảo vệ cái Cố đô Huế, tức là những cái di tích lịch sử của Việt Nam. Thì chúng ta về Cố đô Huế thì thấy dân họ vô trong thành nội họ ở. Và đồ đó thì cứ bị Cộng sản Việt Nam ăn cắp, bán đồng, bán ký. Cho nên những cái di tích lịch sử Việt Nam đó thì không còn gì. Và những cái nơi đó là nơi đúng ra là những cái di tích cũng như bảo tàng viện và những cái thắng cảnh lịch sử của Việt Nam. Thì anh Cộng sản Việt Nam á, bây giờ đang bị thế giới, họ đặc biệt là từ tổ chức UNESCO đó, vâng, họ đe dọa họ không cung cấp tiền nữa. Tại mấy anh lấy tiền mấy anh chấm bút hết à. Thì công ty Vinashin đó và cái công ty Vinaline đó là những cái ví dụ điển hình của Việt Nam, là mấy anh này tạo ra những cái project để mấy anh có tiền chấm bút bỏ túi chia nhau ăn. Yeah. Bởi vậy tới lúc mà đòi tiền nó tiền đâu trả. Yeah. Đó cái vấn đề. Anh tạo ra những cái project, những cái công trình hoặc những cái công ty ma, vâng, để mấy anh chia chác cho nhau, cho nên rốt cuộc á là người dân Việt Nam á phải trả cái nợ ra. Vâng, thưa anh, là chúng ta cũng thấy là trong cách đây 2 tuần thôi, cái tờ Vietnamnet cũng có đăng là gần trên 2/3, vâng, của những cái chiếc tàu mà hệ lụy của cái hai công ty Vinashin và Vinaline. Yeah. Bây giờ toàn là những chiếc tàu, mà có chiếc tàu mua cái hàng 50-60 triệu Mỹ Kim, vâng, có chiếc tàu lên tới 100 triệu Mỹ Kim, mà toàn là những loại tàu cũ quá đắt, tức là mua những cái loại tàu mà để mình check cái giá lên đó, bởi vì tàu mới thì nó khó để mà chúng ta tăng giá, nghĩa là mình cái giá nó có một cái tiêu chuẩn trên thế giới rồi, vâng, thành ra nó kẹt, cho nên phải mua những cái tàu cũ, mà tàu cũ đi trong vòng khoảng 1-2 năm là cuối cùng nó nằm ủ một chỗ, yeah, và cuối cùng trở thành một đống sắt vụn, vâng, và cuối nghĩa là hiện giờ
nghe nói trong toàn bộ đó thì gần như trên 70% các tàu đó bây giờ hàng loạt có những chiếc tàu tốn của ngân khoản của nhà nước của mình lên tới khoảng chừng 50 triệu, cái chiếc tàu 100 triệu mà không sử dụng được. Vâng. Các anh thử tưởng tượng cái số tiền đó giống như bây giờ chỉ thành một cái đống kịch, một cái đống sắt vụn để có thể bán cân ký. Vâng. Mà chúng ta đã sử dụng tiền cái hàng triệu triệu Mỹ Kim. Đó. Không phải hàng triệu mà nó một tỷ Mỹ Kim. Dạ đúng rồi. Bây giờ phải bán để mà lấy cái chứng khoán, lấy tiền ở nước ngoài để mà trả cái nợ đó, để đảo nợ. Và trong tương lai là con cháu của những người ở Việt Nam bây giờ là phải trả cái nợ đó cho Cộng sản Việt Nam. Vâng, và thưa anh Thắng, là chúng ta thấy cũng có một cái điều tức cười nghịch lý là trong lúc đó cái vụ giàn khoan Trung Quốc vẫn còn sờ sờ mới đây. Vâng. Nhưng mà cái bữa mà đi vận động các cái cử tri ở tại thành phố Sài Gòn thì ngay cả Trương Tấn Sang là chủ tịch nước cũng nói rằng chúng ta đừng lo là bây giờ nhà nước Trung Quốc sẽ giúp chúng ta cái hàng tỷ Mỹ Kim để cho mượn mà với lãi suất thấp. Vâng. Thì anh thấy là một cái nước bên cạnh của mình nó xâm lăng và nó trắng trợn, nghĩa là đánh vào cái khu đặc quyền kinh tế Việt Nam mới đây. Vâng. Gần như có thể xảy ra chiến tranh mà bây giờ vẫn còn hinh hoang nói với đừng có lo, nói với cử tri của mình rằng mình sẽ dễ dàng để có thể mượn mà không đặt một cái điều kiện gì hết. Yeah. Thành ra đó tôi nghĩ rằng đó là một cái nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nếu chúng ta không chuẩn bị cái nỗ lực của mình, kinh tế mình không có một cái lối quản trị chặt chẽ và không biết tiết kiệm để sử dụng những cái đồng tiền đó, và nhiều chuyên gia trong nước đã lên án cảnh cáo về chuyện đó. Vâng. Mà vẫn cứ xài một cách phung phí rồi sau đó là đi mượn mà không biết rằng cái thế hệ sau phải chịu, và đất nước mình phải càng ngày càng nợ thôi. Dạ, cái điều mà anh Thanh Hà vừa mới nói đó, thưa quý nhà và thưa anh Phủ, thì Thanh Hà nhớ lại cái câu tuyên bố của ông Mustafa. Mustafa là cái người đã sáng lập ra cái nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị thuộc địa của Anh Quốc chiếm trong thời kỳ đế quốc Ottoman. Thì ông Mustafa, cái câu mà ông mà tuyên bố cho tới bây giờ là cái kim chỉ nam cho rất nhiều người trên thế giới. Là thứ nhất, ông ta nói rằng là tôi không cần biết chiến thắng vinh quang về chính trị của anh là cái gì, về quân sự của anh cái gì. Nhưng cái đáng kể cuối cùng là cái chiến thắng về kinh tế. Nếu anh thất bại về kinh tế thì tất cả đều vô nghĩa hết. Và chính cái câu đó là cái kim chỉ nam cho nước Ba Lan sau khi đã bị vỡ ra, thoát khỏi được cái chế độ cộng sản. Thì Ba Lan đã phải suy nghĩ rằng là bây giờ mình đi theo con đường kinh tế nào, và cuối cùng họ dùng một cái danh từ là shock therapy, có nghĩa là phải dùng một cái giống như một cú đánh thật mạnh, bãi bỏ toàn bộ doanh nghiệp, đi đến thẳng vào con đường kinh tế thị trường, cho tư nhân làm chủ tất cả mọi thứ. Và chúng ta thấy cái GDP là tổng sản lượng quốc gia của người dân Ba Lan khi mà mới bị vỡ là $1,500 Mỹ, $1,500 cho mỗi một đầu người. Và bây giờ thì GDP của Ba Lan là $17,000 cho một đầu người. Thì chúng ta thấy gấp đôi, mà chúng ta có 10 năm thôi. Gấp 10 lần. Cái GDP, và chúng ta thấy là cái shock therapy, và họ đã đi đúng đường. Và cái chính họ đã áp dụng cái câu nói của Mustafa là cái thành quả kinh tế nó quyết định tất cả. Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay, cái thành quả kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Hoàn toàn không có, toàn là vỡ nợ, toàn là đi vay mượn để cho con cháu tương lai phải trả cái nợ đó. Thì dù đảng có vinh quang, có tuyên truyền rằng là đảng thắng Mỹ, thắng Pháp, không cần biết. Ngày hôm nay người dân Việt Nam, mỗi trên một cái đầu người Việt Nam, một đứa bé sinh ra tại Việt Nam là phải mang cái nợ là 900 Mỹ Kim. Đó là cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam nói là chúng ta tính cho đầu người là mang 900 đồng Mỹ Kim đó. Yeah. Nhưng mà tính luôn cả những cái mà bị các anh hối lộ, tham nhũng, cũng như là cái nợ mà mấy anh bán cho anh Trung Cộng đó. Tôi nghĩ nợ đó lớn hơn nhiều. Của cái thế hệ sau của mình lớn hơn nhiều. Nhất là những cái vấn đề mà môi sinh, những cái vấn đề môi trường mà Việt Nam mình đã để bô xích bị chất độc do anh Trung Cộng gây ra, thì tôi nghĩ là cái số tiền nó lớn có thể gấp 10 lần cái số tiền $900 đó. Và cái số con tiền $900 đó tôi nghĩ đây là chỉ con số mà anh Cộng sản Việt Nam theo cái data của anh đưa ra thôi. Giống như anh đưa tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam chỉ 2% đó. Cái này là vấn đề mà vấn đề là Cộng sản Việt Nam đưa ra thôi. Anh Hà có tin đó, anh Cộng sản Việt Nam đưa ra tỷ lệ thất nghiệp bên Việt Nam chỉ 2.5%. 2.5%. Đó là một chuyện diễu, vô cùng diễu luôn. Vâng. Thống kê đâu có một cơ quan independent nào kiểm toán đâu. Cơ quan đó là thống kê của anh Cộng sản Việt Nam đưa ra. Và cái hình hồi nãy anh Từng Thắng đưa ra đó, một cái ví dụ điển hình mà nó đục
lẽo rồi lấy anh nói đâu đấy cái hình cái cầu á cái cầu mà cái cầu này xây gần ngàn tỷ vâng. tiền Việt Nam á vâng và bây giờ đó có bị vết nước rỉ từ bên trong ra thì chắc đây là cầu dây nhá cầu dây nhưng mà có lẽ là sắp đó thì mấy anh thụt két mấy anh đi bán ở ngoài cho những cái nơi khác cho nên cái cầu xây không đủ chất lượng nhưng bây giờ nó bị rỉ bị sét ở bên Việt Nam dạ vâng đó chuyện cái cầu sập Việt Nam đây là một cái chuyện rất bình thường ở bên Việt Nam xảy mà ra. Nếu cái cầu này mà có sập đó thì nó sẽ bảo rằng là tại có quá nhiều xe quá tải đi qua cái cầu này đúng rồi đó là chuyện họ nói sập. Trước dạ. Thứ nhất là quá tải và thứ nhì nữa nước muối muối biển nó mạnh quá làm sét sóng nó bị rỉ và sóng biển mạnh quá nó làm cho cái cầu sẽ bị sập đó là cái... lý do mà anh sẽ đưa ra đó dạ vâng. Đông người đi bộ quá cầu nó sập dạ vâng thì đó là cái lý do mà chúng ta thấy tình trạng của Việt Nam là như thế. Bây giờ chúng trở lại là có một cái tổ chức là báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mới đây họ đưa ra một cái bản báo cáo, thưa quý vị, đây là bản báo cáo. Thứ nhất là Singapore đứng hàng thứ hai, đứng hàng trên thế giới. Và Việt Nam thì kỳ này đứng hàng thứ 68, tức là được nâng lên 2 bậc. Tuy nhiên, khi Việt Nam nâng lên 2 bậc á, thì Philippines được tăng được 7 bậc, Thái Lan tăng được 6 bậc, và Mã Lai và Indonesia tăng được 4 bậc. Có nghĩa là anh tăng được 2 thì người khác tăng lên gấp đôi. Điều này chứng tỏ là gì? Tức là cái năng lực cạnh tranh của người Việt Nam càng ngày càng tệ dưới chế độ cộng sản. Và chính đây là và cái chuyện là chúng ta thấy rõ ràng là cũng những cái thể chế đó ở yeah. vùng Đông Nam Á thì những cái thể chế mà kinh tế thị trường đó họ phát triển. Yeah. Còn riêng về những cái kinh tế mà định hướng bởi xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Việt Nam đây là cái yeah. là ví dụ điển hình là không phát triển họ. Yeah, vâng. Đó là chuyện mà anh cộng sản Việt Nam đang bị cái vấn đề mà gọi là cái họa của đất nước xảy ra, nhất là anh bị cái họa như vậy anh lại đi anh lệ thuộc vào anh Trung Cộng nữa vâng. và cuối cùng đó chị anh chỉ để anh Trung Cộng mua chuộc đó. Và chúng ta cũng đang nhớ là kinh tế của Trung Cộng nó đang đi xuống nhưng mà đang đi lên dạ, vâng. và Trung Cộng theo tôi nghĩ là một lâu đài trên cát dạ. Và các nước ở trên thế giới, nước Tây phương cũng đang từ từ chuyển hướng ra khỏi Trung Cộng dạ. tại vì hàng hóa vấn đề Trung Cộng lên rất mắc và cái vấn đề mà ở Trung Cộng là kinh tế đó về những hàng hóa đầu tư nhân lực về kia người ta bắt đầu chuyển qua những nước khác dạ. chuyển rất nhiều dạ, công ty vâng. Hoa Kỳ bắt đầu chuyển qua một cái bản tin khác thưa anh Hà và thưa anh Phủ thì cái này có lẽ anh Hà sẽ đóng góp ý kiến nhiều là bởi vì anh là cái người liên lạc với Việt Nam rất khá nhiều trong thời gian vừa qua cũng nói về cái năng lực cạnh tranh toàn cầu đó thì mới đây tờ báo Lời Phải của phía bên Việt Nam VN Express có đăng một bản tin là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Thật sự cái chuyện này đó mình không biết là đúng hay sai. Nhưng mà theo thằng Thắng nghĩ đó là một người Việt Nam làm việc bằng 15 người Singapore mới đúng. Lý do là tại sao? Bởi vì thứ nhất đó, cái tình trạng mà lương lậu ở Việt Nam đó và nó làm cho cái con người Việt Nam không thật sự đi đến cái sản xuất chính cái bản thân của mình, chính của mình. Chẳng hạn như lương nhà nước trả thì quá thấp. Họ chỉ đến họ làm cho có mặt rồi thôi, rồi họ chạy. Họ đi kiếm cái công việc khác, gọi là đi làm ngoài luồng đó. Thì đi làm ngoài luồng thì họ kiếm được nhiều tiền hơn để có thể sinh sống. Một người Việt Nam họ có thể làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Làm 2-3 công việc một lúc. Nghĩa là cũng có công việc nhà nước, nhưng mà ngoài luồng để kiếm đủ chi tiêu trong gia đình. Cho nên nếu mà bảo rằng một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam thì là không đúng. Thì Thắng vẫn nghĩ rằng là cái điều ngược lại là một người Việt Nam là bằng 15 người Singapore. Nhưng cái vấn đề đặt ra là cái productivity, cái sản xuất của Việt Nam nó không đi vào được cái chính nguồn để mà có thể sản xuất được, để mà tạo ra cái capital là tư bản. Cho nên chúng ta thấy chẳng hạn như người Việt Nam ở nước ngoài gửi về Cộng sản Việt Nam cứ nói rằng là gửi về 11 tỷ Mỹ Kim. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ 11 tỷ Mỹ Kim đó là những tiền là tiền chết, tiền không được đầu tư để đẻ ra lợi nhuận tạo ra công ăn việc làm. Tiền đó là được gửi về mà những người trong nước họ dùng danh từ là cho những chiếc tàu há mồm. Tức là anh chỉ tiêu thụ thôi. Và cái chuyện đưa ra đó là một người Singapore cái năng lực sản xuất của họ bằng 15 người Việt Nam. Yeah. Tức là phải 15 người Việt Nam hợp lại làm việc bằng một người Singapore. Vâng. Thì cái chuyện không phải mình không thể anh cộng sản Việt Nam không thể nào bảo là người dân Việt Nam bỏ lời. Vâng. Đúng không? Bằng người dân Việt Nam không thể nào lời. Anh có báo Việt Nam lời chứ yeah, nó không đúng. Yeah. Đó là một cái lý luận mà mình bảo là dân Việt Nam lời thì không đúng. Vâng. Tại vì chúng ta cũng là những người gốc Việt. Vâng. Ha? Mà cái năng lực sản xuất của mình á có thể ngang hoặc là phải hơn ở Singapore chứ không thể nào bằng Singapore được. Vâng. Mà chúng ta cũng là người gốc Việt. Không, yeah. Tại vì cái productivity của Hoa Kỳ nó khác. Yeah. Tức là cái dòng máu và cái gốc người Việt không quan trọng. Vâng. Cho nên bảo là người Việt Nam là người ngu dốt, người không có thông minh bằng người Singapore. Cho nên cái năng lượng sản xuất nó không đúng, không bằng người Singapore thì không đúng.
Cái vấn đề chính đó là cái anh Tường Thắng nói rất đúng, là cái hệ thống quản lý. Dạ vâng. Và cái cách mà anh cai quản, và đây mình nói chung đây là cái cách mà cai quản đất nước của anh Cộng sản Việt Nam, nó đẻ ra người Việt Nam mình làm việc bị trì trệ bởi guồng máy. Và đó là một cái mối họa của dân tộc Việt Nam. Dạ vâng. Không đâu. Cái mà anh định hướng xã hội chủ nghĩa đó, kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa đó, cái đó cái là rất là nguy hiểm, và nó đưa đến chân chuyện dân tộc Việt Nam bị cái vấn đề chậm trễ. 15 người mới đi làm bằng người à? Vâng, thật ra nãy mà cái thống kê anh Tường Thắng đưa lại của một cái cơ quan báo chí, mà cái đó là một cái việc mà nó công khai chứ không phải chúng ta giấu giếm gì. Và cái đó là một cái tổ chức độc lập ở bên ngoài, chứ người ta không phải binh chế độ này hay là người ta ghét chế độ đó người ta đưa ra. Vâng. Thì chúng ta thấy, tôi rất là đồng ý với hai anh ở chỗ là bởi vì chúng ta thấy nghịch lý rõ ràng. Người Việt Nam mình không phải mới đây, mà cái truyền thống của người Việt Nam mình là cần cù. Vâng. Và truyền thống người Việt Nam mình là truyền thống industrialized, rất là cần cù và rất là làm việc, rất là siêng năng và thông minh nữa. Nhưng mà tại sao mình thua được người ta? Ví dụ như 1/3, 1/4 thì mình có thể thông cảm được. Vâng. Là cái hệ thống máy móc mình có thể nhiều khi nó không cập nhật hóa. Vâng. Hay là nãy anh Phủ nói là vấn đề cái sự quản trị của mình. Vâng. Nó tương đối còn yếu kém hơn người ta. Vâng. Nhưng mà mình thua, ví dụ người ta làm 100%, mình làm ít nhất cũng 60-70%. Vâng. Thì nó có thể mình hiểu được. Còn cái này thua tới 15 lần. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mà anh em mình rất là ngạc nhiên. Mà nhưng mà nhìn lại thì mình rõ ràng mình thấy, bởi vì chẳng hạn như một người công nhân làm liên tục có thể mỗi ngày hơn 8 tiếng tới 10 tiếng mà lương không đầy 100 đô la. Vâng. Hay lương không đầy 120 đó, đô la. Dạ vâng. Thành ra mình thấy cái chế độ, thứ nhất là những cái nhóm ở trên lãnh đạo thì người ta lương rất là ít mà người ta có thể hàng triệu đô la. Vâng. Đó. Và đồng thời lúc nào người ta vô công sở đó, thì tôi nhớ tôi có một người bạn, người ta cỡ thân chứng thực sự. Tôi thấy những cái quán ăn bên ngoài lúc nào nó cũng đông cả. Vâng. Những khu mà Thủ Đức, những khu mà quán ăn mà ăn rất là sang. Vâng. Lúc nào nó cũng đông, thì tôi mới hỏi những người đó tại sao Việt Nam mình bây giờ, tôi thấy theo cái báo cáo của nhà nước thì cái tổng sản lượng mình cũng rất là khiêm tốn. Vâng. Tức là người dân mình cũng được có 1.000, 2.000, 3.000. Mà sao tiền đâu mà người ta cứ suốt ngày ở ngoài tiệm. Vâng. Thì anh mới nói rằng thực ra anh không biết, đó là cán bộ nó bàn chuyện bên ngoài. Mỗi lần làm ăn cái gì là nó bàn chuyện bên ngoài không, nó vô hãng chừng, nó vô cái công ty, nó hay vô chỗ cái công sở để làm chừng 2-3 tiếng, cuối cùng nó bàn việc bên ngoài cả. Vâng. Thành ra cái ý mà này hai anh nói là việc, thứ nhất là cái động lực để thúc đẩy cái người công nhân họ làm việc, họ thấy rằng ngay cả giới lãnh đạo đi tìm cách đi chôn chĩa làm việc riêng của chính mình. Đó, và đó là không có cái động lực để xây dựng. Và cái động lực đó chính đó là động lực tham nhũng. Đúng. Yeah. Nó làm kiếm tiền cho vâng, cho mà mình thấy là giống như ngày xưa mấy cụ nói là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, bởi vì ngay cả từ cấp cao cấp nhất nó cũng đi tìm cách để lương mình không có bao nhiêu, mà cuối cùng làm sao đổ 10 mà có 1 triệu đô la, có thể lương ông ta không đầy 300 mà cái thời kỳ cách đây mười mấy năm. Còn thấy không? Còn cái ông gì nữa, anh Tường Thắng, ông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng đó, yeah, trên báo Tuổi Trẻ đó, ông nói ông đem chuyện ở bên Đại Hàn và bên Việt Nam đó là cái hình kế tiếp của báo Việt Nam Net. Dạ vâng, xin mời. Dạ. Và trong đây ông nói đó là ở bên Hàn Quốc, tức là bên Đại Hàn đó, yeah, có 90.000 người sống, người Việt Nam sinh sống ở bên đó, yeah, và ở Việt Nam cũng có 90.000 người Đại Hàn sống ở bên Việt Nam. Vâng. Nhưng mà nó cái khác biệt là 90.000 người Đại Hàn ở Việt Nam đó họ làm chủ. Vâng. Còn 90.000 kia làm nô lệ bên Đại Hàn. Thế 90.000 người Việt Nam làm nô lệ cho bên Hàn, làm o-xin cho người Việt Nam. O-xin đó, o-xin Việt Nam gọi là o-xin đó. Yeah. O-xin tức là làm đầy tớ đó. Đầy tớ. Đúng. 90.000 người qua bên Nam Hàn làm đầy tớ. Vâng. Nhưng mà 90.000 người Nam Hàn qua Việt Nam thì để họ làm chủ. Thì mình thấy rõ ràng là cái chuyện mà 15 người mà làm việc bằng một người cũng đúng đó. Chuyện đương nhiên. nhưng mà cái mà đau nhất là thưa anh Phủ và thưa anh Hà là cái thập niên 60 khi mà còn chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì cái GDP giữa miền Nam Việt Nam và phía bên Nam Hàn mình còn cao hơn nó mà. Đúng. Và người cái thời đó là tôi nghe những người lớn đó lên mình họ bảo là thời đó là thời những người mà họ làm việc ủi quần áo hoặc qua làm ô xin đó là những người Đại Hàn, người Đại Hàn, người Nam Hàn. Mà bây giờ mình phải qua làm ô xin cho họ. Dạ vâng. Hồi đó kinh tế mình là ngang ngửa với là Nam Hàn. Dạ vâng. Đúng. Bây giờ mình trở lại cái bản tin của Hồng Kông nha thưa anh Vũ và thưa anh Hà, bởi vì đây là cái tin rất là nóng. Chúng ta cũng biết rằng là Hồng Kông trong sau khi mà được trao trả, Anh Quốc trao trả cho Trung Cộng thì phía bên Đặng Tiểu Bình có hứa rằng là sẽ là một hệ thống, một quốc gia mà có hai hệ thống. Thì
thời gian vừa qua đó thì Trung Cộng áp đặt cái người gọi là toàn quyền cai quản cái phần đất Hồng Kông này, và người dân Hồng Kông họ không đồng ý, và họ trong thời gian qua họ đã biểu tình và họ yêu cầu rằng là cái người mà toàn quyền của Hồng Kông phải do chính họ bầu ra bằng cái lá phiếu dân chủ rất là rõ ràng. Tuy nhiên hôm thứ hai tuần trước thì phía bên Bộ Chính trị của Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh và phán quyết cuối cùng người cai quản Hồng Kông phải do đảng chỉ định, tức là Bộ Chính trị của Trung Cộng chỉ định trong trường hợp này. Và sẽ, trong những ngày tới sẽ đưa đến cái vấn đề biểu tình. Câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại vì đây là cái thông điệp mà Trung Cộng biết rất rõ rằng là họ có thể đánh mất Đài Loan. Bởi vì đó là họ đang muốn dụ Đài Loan về phía họ mà. Thì họ phải cho Đài Loan phải có sự tự trị nào đó. Nhưng rõ ràng bây giờ đối với Hồng Kông họ còn không cho như thế thì làm sao họ kêu gọi Đài Loan về phía họ được. Nhưng mà tại sao Trung Cộng họ dám chấp nhận mất luôn cả Đài Loan trong trường hợp này? Mà người ta cho rằng là hiện tại nếu mà Bắc Kinh mà chấp nhận cho Hồng Kông tự trị đó thì có nghĩa những vùng đất như Nội Mông, là Tân Cương, là Tây Tạng có sẽ nổi dậy và đòi tự trị, và ngay cả Ma Cao và ngay cả Đài Loan nữa. Cho nên họ không thể chấp nhận cái điều đó được. Chuyện thứ hai nữa đó là khi mà họ chấp nhận như vậy có nghĩa họ sẽ chấp nhận một cái luồng gió mới về chính trị có thể tạo một sự thay đổi rất mạnh ở lục địa. Và chính vì thế họ không chấp nhận. Bây giờ chúng ta biết Hồng Kông đó, trong thời gian vừa qua đó, 10 năm trước Hồng Kông chiếm 12% tỷ lệ kinh tế của toàn luôn cả Trung Cộng. Bây giờ Hồng Kông chỉ chiếm có 3% thôi. Chính vì vậy Hồng Kông sẽ không còn trở thành một cái trung tâm kinh tế mạnh như là Bắc Kinh mong muốn. Chính vì vậy mà Bắc Kinh sẵn sàng xóa sổ để mà cứu lại cái địa vị chính trị của mình ở tại lục địa. Nhất là cái con số đó khoảng 3% thôi. Yeah. Thì và cái vấn đề là chính quyền Trung Cộng nó rất là khôn khéo trong vấn đề mà anh cai trị anh Hồng Kông. Yeah. Trong cái chuyện mà đưa những vấn đề chính trị vô mà bắt anh Hồng Kông phải theo của Trung Cộng từ từ. Đó là cái chuyện mà Hồng Kông đang bị cái vấn nạn đó. Yeah. Nhưng mà anh Trung Cộng tôi nghĩ là cũng không dám đàn áp anh Hồng Kông đâu. Vâng. Tức là kiểu dân chính trị nửa vời đó. Tức là cho toàn quyền qua Hồng Kông. Vâng. Nhưng mà không đến nỗi bảo là xuống tay cảnh sát đập dân đi biểu tình. Vâng. Trung Cộng chưa dám làm. Tôi nghĩ là Trung Cộng chưa dám làm chuyện đó. Tại vì dù sao đó, cái hòn đảo Hồng Kông về cái diện tích đó nhỏ hơn 3% nhiều. Vâng. Tức là chấm mấy phần trăm thôi. Yeah. Nhưng mà cái tiềm năng kinh tế vẫn là 3% của anh Trung Cộng. Cho nên anh Trung Cộng chưa dám lên đập thẳng tay đâu. Dạ vâng, anh ha. Vâng. Tôi nghĩ rằng hiện giờ thì về Trung Cộng, cái tập đoàn Tập Cận Bình nó phải đối phó với vấn đề nội bộ. Giống như chúng ta thấy là nó đang thanh trừng các cái nhóm mà tương đối đối lập với họ. Yeah. Bằng cách là đưa lên cái chiến dịch chống tham nhũng. Vâng. Nhưng mà các anh thấy là cái vụ mà giống như dân Uy Ngô Nhĩ là ở trong vùng Tân Cương. Yeah. Đó là luôn luôn là một điểm nóng. Vâng. Và họ vẫn còn giống như người Tây Tạng, thì tôi nghĩ rằng họ vẫn còn làm những cái khối nóng rất dữ dội và họ lúc nào cũng muốn đòi độc lập. Yeah. Và có thể ly khai nữa. Vâng. Thành ra đó là một cái làm sao mà chính quyền Trung Cộng hiện giờ muốn quân bình giữa điểm này và đồng thời cũng phải đối phó với nền kinh tế của mình nữa. Yeah. Cho nên có thể vấn đề Hồng Kông, Hoa Lục sẽ cố gắng giữ ở một mức độ nào đó mà nó không tách ra khỏi quỹ đạo của mình. Vâng. Theo tôi nghĩ tập đoàn Tập Cận Bình phải cân đo chuyện đó. Yeah. Nếu như không thì có thể làm unbalance cái vấn đề chính trị tại quốc gia của mất thật bằng. Dạ vâng. Rất tiếc về thời gian không còn nhiều nên Tình Thắng xin cùng với anh Thanh Hà và luật sư Đỗ Phú xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng như này trên đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả.